Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tạp chí Người cao tuổi của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, trong số đầu tiên của năm Mậu Tuất, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một nhân vật đã rất quen thuộc với bạn đọc Lào Cai, đặc biệt là với những người yêu thích văn chương. Có trong tay 9 tập sách ở các thể loại thơ, trường ca, truyện ngắn và khảo luận, lý luận phê bình được xuất bản là những thành quả lao động sáng tạo đáng tự hào mà tác giả Nguyễn Văn Tông gửi gắm đến bạn đọc. Chịu khó đi và đến nhiều địa danh để nghiên cứu, tìm hiểu thực tế cuộc sống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai. Từ đó, tác giả Nguyễn Văn Tông đã tích lũy thêm vốn sống, vốn hiểu biết, làm chất liệu đưa vào những trang viết của mình với nội dung phong phú, có màu sắc riêng ở từng thể loại. Những tác phẩm của ông được đánh giá là có chất lượng tốt cả về giá trị tư tưởng và nghệ thuật, gặt hái được nhiều thành công bằng các giải thưởng văn học nghệ thuật của tỉnh và trung ương. Tiêu biểu như cuốn Lý luận phê bình, Những dấu ấn đường thơ đã đạt giải thưởng của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương năm 2015. Tháng 7 năm 2017, ông đạt giải nhì của tỉnh trong đợt thi đua sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh với công trình khảo luận 1/4 thế kỷ văn học Lào Cai đồng hành cùng sự phát triển. Dù đã gần bước sang tuổi 70, thế nhưng bằng niềm đam mê sáng tạo văn chương, tác giả Nguyễn Văn Tông vẫn chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ. Ông vẫn say mê, cần mẫn viết như con ong làm mật ngọt cho đời. Vâng, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì quý vị và các bạn đã biết vị khách mời trong chương trình của chúng tôi hôm nay là ai rồi. Xin được giới thiệu tác giả Nguyễn Văn Tông, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin kính chào toàn thể các vị quý khán giả. Thưa ông Nguyễn Văn Tông, là một nhà giáo từng đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau tại tỉnh nhà, đó có phải là môi trường thuận lợi để ông chắt chiu vốn sống, vốn kiến thức ngoài thực tế để sau này đưa vào các tác phẩm văn chương của mình ạ? Đúng như thế, trải qua gần 40 năm công tác thì tôi đã được giao cho nhiều nhiệm vụ khác nhau và từ đó đã cho tôi trải nghiệm cái cuộc sống của mình với rất nhiều một vùng miền, với rất nhiều công việc để mà tôi tích lũy vốn sống và sau này nhả dần vào từng trang viết của mình. Vậy không biết rằng niềm đam mê với sự nghiệp văn chương thì đã đến với ông như thế nào ạ? Tôi là một người đa cảm và say sưa với văn chương. Khi còn học ở các trường phổ thông và sau này học ở trường sư phạm thì tôi cũng đã rất là say mê đọc sách, nhất là những sách văn học. Thế và trong cái quá trình ấy thì tôi đã bắt đầu chập chững lại bước vào cái con đường văn học. Và những sáng tác đầu tay của tôi đã được báo Lào Cai Đổi Mới đăng tải thì đã lại càng khích lệ tôi hơn để tôi tiếp tục sáng tác đều đặn hơn. Có những tác phẩm văn chương từ rất sớm và ông viết dày và khỏe hơn khi đã nghỉ hưu. Bạn đọc thì biết đến ông qua thành công ở rất nhiều thể loại như thơ, văn, khảo cứu, lý luận phê bình. Vậy thì làm như thế nào để ông có thể theo đuổi được rất nhiều lĩnh vực sáng tác như vậy ạ? Mỗi một thể loại thì nó có đặc trưng riêng, cho nên là tất cả những cái chất liệu và cái vốn sống ấy mình đưa vào cái thể loại ấy những vấn đề gì để cho phù hợp, nhất là đối với chuyện ngắn chẳng hạn, thì trong các nguyên mẫu của đời thường ấy thì người viết phải biết được cái gì là cái đặc sắc nhất của nguyên mẫu ấy để đưa vào tác phẩm của mình, để xây dựng nên hình tượng nhân vật trong một cái hoàn cảnh nhất định trong cái câu chuyện ấy. Vậy thì tác giả dành nhiều thời gian cho những sáng tác ở thể loại nào ạ? Các thể loại thì tôi đều dành thời gian cả. Thí dụ như thơ chẳng hạn, thì dành thời gian thì nó ít thôi, nhưng mà cảm xúc nó phải thật là dâng trào. Có khi có những bài thơ thì viết chỉ trong vòng tiếng hơn tiếng là xong, nhưng có bài thơ chăn trở hàng tháng. Nhưng đối với chuyện ngắn thì là có phải thể lâu hơn, phải viết đi viết lại, đọc đi đọc lại, xếp sắp lại để cho thế nào cho nó phù hợp với cái bối cảnh, cái hoàn cảnh trong tác phẩm mình định nêu ra. Với cái thể loại ký và truyện ngắn thì nội dung mà tác giả hướng tới là gì ạ? Tôi có 2 tập truyện ngắn, thì trong 42 truyện trong 2 tập đó thì có rất nhiều các loại nhân vật khác nhau, kể cả có những nhân vật phản diện, kể cả nhân vật chính diện, và những cái nhân vật đấy thì cũng từ nguyên mẫu trong cuộc sống để mà người viết và làm sao mà nhào nặn, làm sao mà hư cấu để tạo lên những cái nhân vật điển hình trong cái hoàn cảnh điển hình của nó. Với 2 tập truyện ngắn Nước Mắt Đàn Ông và Dòng Sông Vẫn Chảy thì tác giả tâm đắc với tập truyện ngắn nào nhất và vì sao ạ? Trong 2 tập truyện ngắn đấy gồm 42 truyện ấy thì cũng có những chuyện là được.
có chuyện thì cũng chưa đạt được mong muốn của người viết. Cho nên là nói là tập nào là tâm đắc nhất thì cũng khó. Và có những chuyện trong những cái tập ấy thì mình tâm đắc, có những chuyện thì cũng chưa 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 thật là ưng ý. Nhưng dẫu sao thì cũng là cái thành công của mình, bởi vì được bạn đọc phản hồi tương đối tốt. Trong các tác phẩm của mình thì tôi nhận thấy rằng là tác giả dành rất nhiều thời gian ở đề tài vùng cao. Vậy thì khi viết về đề tài vùng cao thì tác giả hướng đến những nội dung gì ạ? Cái cuộc sống của đồng bào vùng cao rất là phong phú. Và đặc biệt nhất là mình phải hướng tới những cái nét đẹp của cái phong tục tập quán của người vùng cao. Tôi lấy ví dụ như là cái chuyện tình tranh chẳng hạn. Cái anh họa sĩ ấy ở sống người vùng cao, cái phong tục tập quán rồi bản sắc, thế rồi con người vùng cao ngấm vào trong anh ấy rồi. Cho nên anh ấy định vẽ về người vợ của anh ấy, nhưng mà lại ra một cô gái vùng cao, một cô gái Mông. Thì như thế là thông qua anh họa sĩ để tôi ca ngợi cái vẻ đẹp của cô gái Mông ở vùng cao. Theo tôi thì viết văn đã rất khó, viết lý luận phê bình còn khó hơn rất nhiều. Tác giả đã làm như thế nào để có những sáng tác hiệu quả ở mảng lý luận phê bình ạ? Muốn làm được một cái bài lý luận phê bình về một cái tác phẩm nào đó thì phải dành nhiều thời gian cho nó. Dành thời gian rồi phải suy ngẫm, phải gặp tác giả, rồi phải đọc đi đọc lại, rồi chọn lựa cái tên cho cái bài phê bình làm sao cho nó phù hợp với cái ý định của tác giả viết ra cái tác phẩm đó. Thì đấy là cái mà khó nhất. Đành rằng cũng phải có cái vốn hiểu biết của mình, nhưng cộng với lại cái sự dày tâm suy nghĩ và nghiên cứu. Đến nay thì tác giả đã xuất bản bao nhiêu tập lý luận phê bình và ở đó là chứa đựng những nội dung như thế nào ạ? Tôi có 2 tập lý luận phê bình. Tập thứ nhất là những dấu ấn đường thơ. Thì tập này chủ yếu là phê bình về các tác phẩm thơ của các tác giả Lào Cai. Và tập này đã được Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương trao giải C. Thế và tập thứ hai là tập tác phẩm và góc nhìn. Thì ở tập này ngoài thơ ra thì còn có một số cái tác phẩm văn xuôi của các tác giả. Và ở cái tập này không riêng gì các tác giả Lào Cai mà có cả một số tác giả ở Trung ương như ở Hội Nhà văn Việt Nam. Và cái tác phẩm này thì vừa rồi tôi được giải B về giải Phan Chi Băng của tỉnh Lào Cai. Thông qua những cái tác phẩm lý luận phê bình thì tác giả muốn gửi gắm điều gì đến với bạn đọc ạ? Lý luận phê bình văn học ấy, cái thứ nhất là để nhằm để mà động viên các tác giả. Cái thứ hai là để quá trình đó để thấy được cái thành tựu của cái nền văn học Lào Cai, nhất là trong những năm từ ngày tái lập tỉnh đến nay, để thấy được là đấy đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật Lào Cai, thế rồi thì những tác phẩm của họ đã phản ánh chân thực cuộc sống của con người Lào Cai, và từ đó để mà thấy được cái sự phát triển của văn học của Lào Cai, đặc biệt nhất là những cái tác giả của nổi tiếng ở Lào Cai này thì tôi đều có những bài viết về họ. Có trong tay 9 tập thơ văn lý luận phê bình được xuất bản và gặt hái được nhiều thành công qua các giải thưởng. Thế nhưng chắc chắn đó vẫn chưa phải là điểm dừng, thưa tác giả. Đúng thế. Đối với những người văn nghệ sĩ chúng tôi ấy, thì không lúc nào là có điểm dừng cả. Bởi cuộc sống nó đã tạo cho mình rất nhiều các điều kiện. Và mình phải trả nợ cuộc sống ấy. Cho nên trong các tác phẩm mình phải thể hiện được đúng cái cuộc sống mà mình đã từng trải nghiệm. Vâng, xin cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Tông về những chia sẻ rất cởi mở cùng chương trình. Nhân dịp năm mới thì thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc ông sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa để gửi tặng các bạn đọc Lào Cai ạ. Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn khán thính giả đã lắng nghe cái dãy bài tâm tư của tôi. Và nhân dịp năm mới xin chúc khán thính giả sức khỏe và nhiều niềm vui mới. Đến đây thì chương trình tạp chí Người Cao Tuổi của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.